Đội tuyển Việt Nam đã đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ cách ly tập trung 7 ngày. Thầy trò Park Hang-seo đã đáp chuyến bay đêm từ Dubai, UAE, quá cảnh tại Đà Nẵng vào sáng ngày 17 tháng 6. Vì đến thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách ly 7 ngày mà không phải 21 ngày tập trung theo quy định. Bộ Y tế đã chính thức có văn bản đồng ý đối với đề xuất của VFF và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế đối với các thành viên đội tuyển Việt Nam. Vừa hoàn thành nhiệm vụ vào chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022, thầy trò ông Park đã chơi 3 trận cuối cùng bảng G vòng loại thứ 2 Cúp Thế giới với kết quả thắng tuyển Indonesia 4-0, thắng Malaysia 2-1 và thua chủ nhà UAE 2-3, Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam xếp sau UAE nhưng đã trở thành một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lấy vé thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau khi hoàn tất cuộc chơi ở UAE, 5 cầu thủ của đội Việt theo là trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Thành Bình sẽ đáp chuyến bay thẳng sang Thái Lan chờ thi đấu AFC Cup, phần còn lại về Việt Nam. Thầy trò ông Park sẽ chỉ cách ly 7 ngày tại một khách sạn ở quận 7 mà không phải 21 ngày. Theo VFF, đối với các thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm cách đây ít nhất 14 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với virus SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước. Sau khi cách ly y tế tập trung 7 ngày, tất cả phải tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ nhất và ngày thứ 6 tại cơ sở cách ly y tế tập trung và ngày thứ 13 tại nơi lưu trú. Đối với các thành viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với virus SARS-CoV-2 âm tính vào ngày thứ nhất, sau khi về nước sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày. Sau đó, tất cả đều tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo kể từ khi hoàn thành cách ly y tế tập trung. Trong thời gian tập huấn và thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, đội tuyển Nam đã tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch của quốc gia sở tại. Toàn đội cũng duy trì xét nghiệm RT-PCR với mật độ 3 ngày trên lần, kể từ khi đặt chân tới sân bay Dubai, UAE, cho đến khi lên đường trở về nước. Tất cả các lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng hoạt động theo nguyên tắc bong bóng, bubble, do AFC thiết lập. Toàn bộ hoạt động của đội tuyển đều khép kín hoàn toàn, chỉ được phép di chuyển từ khách sạn đến sân tập, địa điểm thi đấu và ngược lại, đặc biệt không có bất kỳ tiếp xúc với người bên ngoài bong bóng. Ngoài ra, ban tổ chức địa phương cũng bố trí 2 chiếc xe bus cỡ lớn để phục vụ đội tuyển di chuyển, nhằm giữ khoảng cách an toàn cho các cầu thủ. 2 chiếc xe này được sử dụng riêng cho thầy trò ông Park và không sử dụng chung với các đội tuyển khác. Với quyết định của Bộ Y tế, các cầu thủ Việt Nam có thêm điều kiện thuận lợi để sớm tập luyện và thi đấu trở lại, đảm bảo duy trì thể lực và phong độ nhằm hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội Việt Nam góp mặt ở vòng đấu quy tụ 12 đội tuyển xuất sắc nhất của châu Á, cạnh tranh 4,5 suất tham dự vòng chung kết World Cup 2022. Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra ngày 1 tháng 7.
mắc ngồi bên này mà. Thằng này nó là ai vậy ta? Tài xế hay ai vậy?